mới chỉ là bỏ 5 trận gần nhất thì Nam Định đã để thủng lưới 10 bàn rồi, và theo ông thì hàng thủ có vẻ nguyên nhân làm cho Nam Định thua trận này. Thực tế là chúng tôi có vấn đề về những tình huống cố định. Chúng tôi để thua rất là nhiều những bàn thua từ những pha phạt góc rồi là phạt cố định. Mà cái vấn đề này là chúng tôi cũng đã rút kinh nghiệm nhưng vẫn chưa cải thiện được. Đây là một cái vấn đề lớn của chúng tôi. Bây giờ hai trận đấu phải di chuyển sân khách liên tục như thế thì có ảnh hưởng gì đến thành tích của Nam Định? Đến trận đấu hôm nay thì rõ ràng là các cầu thủ chúng tôi có dấu hiệu của quá tải. Vì thực tế là hết hiệp 1, Văn Toàn cũng đã bị căng cơ, Văn Công cũng như vậy. Và Hoàng Anh là cũng có dấu hiệu hụt hơi, như vậy là tôi nghĩ là các ngày 4 ngày một trận nó có ảnh hưởng đến thể lực của toàn đội chúng tôi. Cảm ơn mọi người.